vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn quan tâm ủng hộ kênh của chúng tôi. Và xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá trên kênh Nhật báo 24 giờ. Sau đây là những tin tức nóng nhất có trong bản tin hôm nay. Tin đầu tiên, chuyên gia chỉ ra sai lầm của thầy Park, tiếc cho Công Phượng vào sân quá muộn, đầy tiếc nuối. Huấn luyện viên Park Hang-seo mắc nhiều sai lầm về chiến thuật lẫn cách dùng người, đó mới là nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam thua Trung Quốc. Hậu vệ trẻ Thanh Bình không đáng nhận nhiều lời chê trách, người phải nhận trách nhiệm chính là huấn luyện viên Park Hang-seo vì ông dùng anh trong thời điểm rất dễ dẫn đến những sai sót. Sai lầm lớn nhất của thầy Park trong trận thua Trung Quốc không phải sự thay đổi người dẫn đến hai bàn thua của tuyển Việt Nam, đó là sự bảo thủ về chiến thuật trước Trung Quốc. Tuyển Việt Nam dành sự tôn trọng quá lớn cho đối thủ khi chơi y chang trận thua Úc 0-1. Thầy Park chỉ có hai sự thay đổi, đó là Tấn Trường, Văn Thanh. Hai cầu thủ này đá chính vì Văn Lâm và Trọng Hoàng bị chấn thương. Tuyển Trung Quốc không hề mạnh như cách tuyển Úc triển khai bóng xuyên suốt ở 1/3 sân của Việt Nam. Và một phần nguyên nhân là họ bắt bài được lối chơi của Việt Nam, không hề đẩy cao đội hình áp đặt tấn công. Mục đích không cho Việt Nam cơ hội phản công nhanh. Trung Quốc thận trọng bằng cách đá chậm để chờ sự sai sót của Việt Nam. Với thế trận dễ đá và không chịu sức ép trong phòng ngự, Trung Quốc trừng phạt Việt Nam ở đầu hiệp 2 sau 3 đường chuyền. Một bàn thua rất đơn giản, nhưng chính tuyển Việt Nam tự bắn vào chân khi phòng ngự thụ động và không có bài vở trong các pha tấn công. Nguyên nhân là thiếu những nhân tố có thể tạo khác biệt. Minh chứng là tuyển Trung Quốc không có đủ thể lực để duy trì thế trận tốt trong 45 phút. Nửa cuối hiệp 1, Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn đối thủ. Vấn đề là quân số và con người không thể tạo ra sự khó khăn cho tuyển Trung Quốc. Nhưng 10 phút cuối hiệp 2, Việt Nam ghi hai bàn thắng, có thêm các cầu thủ giỏi về cầm bóng và tấn công. Ông Park quên mất rằng tuyển Trung Quốc bị áp lực rất lớn trước Việt Nam, họ rơi vào thế chân tường và gánh nặng lớn về tâm lý sau hai trận thua. Nhưng tuyển Việt Nam chơi phòng ngự số đông đã giúp họ dễ đá và giảm tải áp lực. Từ cách bảo thủ về con người lẫn chiến thuật, huấn luyện viên Park tiếp tục mắc sai lầm khi đưa Thanh Bình và thay Tiến Dũng. Ông Park đáng ra phải biết rằng Guley là cầu thủ đẳng cấp, Thanh Bình thì còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Trong thế trận phải mở máy để tìm kiếm bàn gỡ, Việt Nam đối diện với các pha phản công của Trung Quốc và Guley sắm vai trò chủ đạo. Nhưng ông Park lại dùng Thanh Bình trong thời điểm then chốt để kèm cầu thủ đẳng cấp nhất của đối thủ. Hậu quả nhãn tiền, Việt Nam nhận bàn thua thứ hai từ Guley. Trước đó cầu thủ thi đấu ở La Liga cảnh báo với một pha đánh đầu đi sát cột dọc. Hai bàn thắng của tuyển Việt Nam chỉ ra sự sai lầm thứ ba của thầy Park. Tuyển Trung Quốc chậm chạp trong khâu phòng ngự và sợ các pha ban bật nhanh. Công Phượng vào sân và có pha phối hợp nhanh với Quang Hải. Sau đó tiền vệ số 19 kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn. Một bàn rất hay nhưng chỉ ra sự yếu kém của hàng thủ Trung Quốc. Vấn đề là ông Park đã bảo thủ trong lối chơi nên phung phí phần lớn thời gian của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. Một trận thua đáng tiếc của Việt Nam nhưng kết quả phản ánh huấn luyện viên Park mắc sai lầm chiến thuật lẫn con người. Nếu ông Park dũng cảm hơn về cách dùng quân, sử dụng nhiều cầu thủ khéo léo và dám cầm bóng như Văn Toàn, Công Phượng, Việt Nam có lẽ không phải nhận trận thua đáng tiếc trước Trung Quốc như vậy. Về việc Công Phượng vào sân quá muộn, các chuyên gia nhận định rằng từ khi Công Phượng vào sân, thế trận của tuyển Việt Nam khác đi rất nhiều, cầu thủ chơi ăn ý hơn, có nhiều người để phối hợp hơn. Nhờ thế mà thế trận tấn công của đội cũng sắc sảo hơn. Việt Nam khi ấy hợp lý hơn với phong cách của tuyển Việt Nam, chơi ngắn, nhỏ, ba bật tốt. Ví dụ như bàn thắng của Tiến Linh là tình huống mang dấu ấn đậm nét. Các cầu thủ phối hợp trong không gian hẹp với những đường truyền ngắn và mang lại hiệu quả. Hơi tiếc là Công Phượng vào sân muộn và chỉ có mặt trên khoảng 10 phút. Sau trận thì thầy Park thừa nhận việc dùng sai người. Ông nhận trách nhiệm về trận thua của Việt Nam. Một hành động có thể nói là dũng cảm của nhà cầm quân người Hàn và mục đích là bảo vệ học trò. Hy vọng thầy Park sẽ không tái lặp lại những sai sót trong trận với Oman bởi đối thủ có mạnh hơn tuyển Trung Quốc. Tin tiếp theo, tại sao ông Park không sớm dùng Công Phượng, Văn Toàn trước Trung Quốc? Phải chăng là huấn luyện viên Park Hang-seo đang quá thận trọng trong cách dùng người khi mà để Văn Toàn, Công Phượng dự bị trong trận đấu với Trung Quốc? Trước trận đấu với Trung Quốc, nhiều ý kiến nhận định là Việt Nam có thời cơ lớn để thắng đối thủ hoặc ít nhất là một trận hòa để thay đổi quá khứ toàn thua. Niềm tin lớn đặt vào tài cầm quân của ông Park nhưng thực tế mang đến sự thất vọng bởi Việt Nam thua 2-3 trước Trung Quốc. Nếu Việt Nam thua trắng 0-2, tỷ số đậm hơn thì không có gì tiếc nuối. Nhưng 15 phút cuối phản ánh thực tế, Việt Nam có thể chơi tốt hơn nếu Trung Quốc tính toán hợp lý về chiến thuật và con người. Đầu tiên là ông Park dùng bộ khung thua tuyển Úc, mục đích là chấp nhận nhường thế trận cho Trung Quốc và chờ phản công.
Nhưng đối thủ không dám tấn công vì họ đang bị áp lực lớn trong nỗi lo sợ thua Việt Nam. Trung Quốc không đá theo kiểu dâng lên tấn công cũng khiến cho trận đấu diễn ra chậm, có thể nói là gây buồn ngủ cho người xem trong phần lớn thời gian hiệp 1. Cảm giác hai đội không dám chơi bóng. Việt Nam dường như thiếu đi sự dũng khí trong lối chơi bởi ông Park dường như quá cầu toàn. Nếu dũng cảm thì Việt Nam tạo bất ngờ cho Trung Quốc với sự nhập cuộc tốt hơn, chủ động hơn trong tấn công. Nhưng ông Park chọn giải pháp ngược lại, mọi thứ bị đổ vỡ và Trung Quốc từ tư thế bị áp lực đè nặng chuyển sang dễ đá và săn sai lầm của Việt Nam. Đúng hơn, thầy Park không mang đến tính bất ngờ cho Trung Quốc. Đó là sự đáng tiếc khi đối thủ đang gánh nặng áp lực từ truyền thông và có thể mắc sai sót nếu Việt Nam dám chơi bóng. Những con người được thầy Park chọn đá chính phản ánh về sự thiếu đột biến và lặp lại cách chơi. Ông Park vẫn xếp Phan Văn Đức đá chính, dù anh mờ nhạt trong 5 trận liên tiếp. Ông Park tính Văn Đức thiên về hỗ trợ phòng ngự bên cánh trái hơn là dành cho phương án tấn công. Trong khi đó, Quang Hải cũng thường xuyên lùi sâu phòng ngự. Từ Việt Nam gần như đá với đội hình 10 cầu thủ bên phần sân nhà, chỉ cắm duy nhất Tiến Linh ở phía trên. Nhưng Tiến Linh thì không giỏi đi bóng và tạo ra đột biến khi hoạt động đơn độc. Sự khác biệt trong lối chơi của tuyển Việt Nam được phản ánh rõ ràng trong quãng thời gian 15 phút cuối của hai hiệp đấu. Cùng có bóng để chơi nhưng hiệu quả khác biệt lớn. Việt Nam sút cầu may ở cuối hiệp 1 vì không có những cầu thủ giỏi cầm bóng tấn công. Ngược lại, hai bàn thắng xuất hiện ở cuối hiệp 2 đến từ màn phối hợp khi có Văn Toàn, Công Phượng vào sân. Văn Toàn hoạt động tích cực lôi kéo hàng thủ Trung Quốc. Công Phượng thì tự tin đi bóng để đồng đội có khoảng không. Ví dụ điển hình là Công Phượng tạo ra khác biệt với tình huống đi bóng và truyền cho Quang Hải. Sau đó cầu thủ số áo 19 này kiến tạo cho Kiến Linh ghi bàn. Một màn phối hợp rất hay để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Trung Quốc. Nếu thầy Park dũng cảm hơn, quyết đoán hơn trong cách dùng người, Việt Nam đã không để cho Trung Quốc thoải mái chơi bóng trong 2/3 trận. Tiếc là ông Park dập khuôn về chiến thuật lẫn con người, không sớm dùng những cầu thủ giỏi về tấn công như Văn Toàn, Công Phượng để khai thác điểm yếu trong phòng ngự của Trung Quốc. Nên nhớ Việt Nam từng chơi rất hay trước Iraq, Nhật Bản ở Asian Cup 2019. Lúc đó ông Park dùng Công Phượng để chờ đợi sự khác biệt từ tấn công. Bây giờ nhà cầm quân người Hàn đang đặt nặng vấn đề phòng ngự, nhưng mọi thứ làm lãng phí tính sáng tạo, sự bất ngờ trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Sự mổ xẻ vấn đề sau thất bại là điều không ai muốn dành cho Việt Nam. Và với một chữ nếu có, thì người Pháp có câu rằng là chỉ với một chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris và cái chai. Nhưng vấn đề của tuyển Việt Nam là huấn luyện viên Park cần thay đổi dùng người, vì bóng chưa lăn thì hầu hết đều nhận định lối chơi là phòng ngự số đông. Tuyển Việt Nam dám chơi bóng để thấy được sự hạn chế, giống như ông Park nói về Thanh Bình là cầu thủ cần sai sót để trưởng thành. Ngược lại, lối đá theo kiểu sợ thua hoặc là hạn chế bàn thua khiến đội bóng của ông Park mất dần đi cá tính từng làm nên kỳ tích ở U23 châu Á 2018 và ASEAN. Tiếp cuối cùng cho bản tin, đội tuyển Việt Nam bị FIFA trừ số điểm lớn sau khi thua Trung Quốc. Thưa quý vị, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ một số điểm lớn sau khi không thể có điểm cho Trung Quốc ở vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á. Việt Nam nhận trận thua thứ 3 liên tiếp tại AFC Asian Qualifiers Rotterdam vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á sau khi để Trung Quốc vượt qua tỷ số 3-2 ở những giây cuối cùng. Thất bại này khiến Việt Nam rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Không những tiếp tục trắng tay tại vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á, Việt Nam còn đón nhận tin không vui khi FIFA trừ tới 10,4 điểm sau trận thua này. Là gần nhất Việt Nam bị trừ điểm số lớn như vậy trong vòng 4 năm qua là trận thua Iraq tại Asian Cup 2019, 16 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc là Việt Nam bị tụt từ 2 đến 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trước đó, sau hai trận đầu tiên gặp Ả Rập Xê Út và Australia, nhà chiến binh sao vàng bị trừ tổng cộng 16,76 điểm, rơi xuống vị trí thứ 95 trên bảng xếp hạng, tụt 3 bậc so với trước đó. Sau trận gặp Trung Quốc, Việt Nam có chuyến làm khách trên sân Oman. Đội bóng vừa nhận thất bại trước Australia tỷ số 1-3, Oman. Đại diện Tây Á được xem là đối thủ vừa tầm nhất với thầy trò ông Park ở bảng B, nên mục tiêu của những chiến binh sao vàng giành trọn vẹn 3 điểm. Thầy Park nói rằng, tuyển Việt Nam đã thua 2-3 trước Trung Quốc, đặc biệt là một bàn thua ở phút bù giờ. Như chúng ta biết, đội tuyển hôm nay thi đấu tốt, không từ bỏ dù bị dẫn trước 2 bàn. Thế nhưng chúng tôi cũng rất làm tiếc. Có lẽ tôi đã thay vị trí hậu vệ vội quá, đó là lỗi của tôi. Ở phút 71, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa hậu vệ Hồ Tấn Tài và trung vệ Thanh Bình vào sân. Nếu như Tấn Tài để lại dấu ấn với bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2, Thanh Bình mắc lỗi ở 2 trong 3 bàn thua của tuyển Việt Nam. Khi hỏi về lý do thay người, ông Park nói, sai sót của cầu thủ là lỗi trách nhiệm của huấn luyện viên, của người sử dụng cầu thủ. Tôi không thể chia sẻ gì vào lúc này. Các cầu thủ có sai sót thì mới trưởng thành được. Tôi nói lại rằng sai sót của cầu thủ là lỗi của huấn luyện viên, thay đổi người. Vào ngày 12 tháng 10, Việt Nam bước vào trận thứ tư gặp Oman. Sau 3 thất bại, Việt Nam cần có điểm trước Oman để duy trì cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 3 tại bảng B.
vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy share và like video này. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật mỗi ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.